là dữ dằn Hát cả ngày và bảo anh ơi em khỏe lắm rồi Tầm đầu tiên trong đời em đã hát ba bài hát lip sync Tự nhiên có một cái anh khi anh lao lên sân khấu Anh giật cái mic của em <laughs> Anh giật cái mic của em May là MC đứng bên cạnh đưa cái mic này vô cho em Em xanh chảo đầu xong á Thì có cái dấu hiệu của sự trầm cảm Bỗng nhiên em thức dậy và Cái dây thanh nó không cần rung nữa Là mình không nói được Em mới biết là em bị trầm cảm sau sinh Cái trầm cảm nó dẫn đến cái bệnh nhược cơ Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Nghệ Sĩ Và thưa quý vị, đã có rất nhiều những câu chuyện được các nghệ sĩ mang đến cho chúng ta thấy những cái góc quất đằng sau sân khấu Hay cả những cái câu chuyện mà chưa bao giờ kể Nhưng ngày hôm nay, á hãy thử nghe một câu chuyện của một người phải rời xa ánh đèn sân khấu Thì như thế nào? Nghệ sĩ nào cũng có những năm tháng rực rỡ và cũng có nhiều lý do khác nhau Khiến họ phải rời xa ánh đèn sân khấu Vậy thì họ cảm như thế nào? họ sống ra sao khi phải rời xa cái không gian thân thuộc ấy hãy cùng trò chuyện với khách mời ngày hôm nay của chúng ta một giọng hát mà chắc chắn rất nhiều quý vị cảm thấy sao xuyến khi nghe nhắc đến tên nữ ca sĩ Hoàng Lê Vi dạ em chào anh Minh Đức chào quý vị khán giả đang xem chương trình à vâng thưa quý vị mình đã có nói là rất nhiều quý vị khán giả hẳn sẽ rất là sao xuyến khi nghe đến nhắc đến tên Hoàng Lê Vi bởi vì đã có một thời gian dài tên cô gắn lên với một chuỗi những bài hit nhạc pop rồi là nhiều người rất là mê cái giọng hát cất giọng lên là nghe đã thấy hay rồi thế rồi người ta bỗng nhiên không thấy cô đâu nữa, không thấy cô ở những sân khấu quen thuộc, không thấy cô trong những băng đĩa xuất hiện rất nhiều trên thị trường như những năm tháng trước nữa. Và nếu như quý vị theo dõi cô trên mạng xã hội thì sẽ chỉ toàn thấy cuộc sống của một người phụ nữ trong gia đình thôi. Thì ngày hôm nay hãy cùng thử nghe câu chuyện của Hoàng Lê Vi về những tháng ngày xa ánh đèn sân khấu. Lý do thì đã nói ngay lúc đầu rồi. Đối với nhiều người thì người ta có thể rất là dễ dàng rất bỏ khỏi tất cả những gì mà nhiều người khác phải nỗ lực rất nhiều để có được. Có thể là bởi vì họ thấy cái điều đó có ý nghĩa hơn, nhưng cũng có nhiều người không phải dễ dàng gì mà phải rời bỏ những điều mà mình đã phải nỗ lực rất là nhiều năm để có được. Thì những ngày đầu tiên ấy khi mà rời sân khấu, nhất là rời cái không gian sôi động của thành phố Hồ Chí Minh để lên miền Cao nguyên Trở thành người con gái Đà Lạt, thành người phụ nữ Đà Lạt Nó như thế nào? Đối với những ngày đầu tiên nó trôi qua như thế nào? Để dẫn đến cái quyết định mà rời thành phố Hồ Chí Minh á, Thì nó, cái thời gian nó, nó, nó có những cái khoảng thời gian Rồi nó mới dẫn đến cái quyết định này Thì thật sự là lúc mà mình quyết định á Thì thường là hùng hồn lắm Có 30 phút bay thôi, mình sẽ đi về thường xuyên Và mình sẽ vẫn đi diễn bình thường Tuy nhiên là khi mà lên đó rồi á thì một cái gia đình nhỏ mà không có người thân thì các cái vấn đề mà phải chăm sóc gia đình và chăm sóc các bé đưa đón đi học nó lại trở thành một cái ràng buộc rất là lớn à, khi anh sơn có một cái công việc mới và cái thời gian của anh nó toàn phần cho công việc á, thì vi là phải tiếp quản cái vấn đề của gia đình toàn phần cả hai phải cùng cố gắng một đứa thì là không có được quay trở về để đi biểu diễn nữa phải rời xa cái nơi yêu quý cái môi trường yêu thích của mình và một đứa là phải đi vào một cái môi trường mới để làm việc nên, nên là cả hai phải cùng cố gắng thành ra là các show diễn có gọi đến thì là em phải thu xếp rất là nhiều và cũng phải từ chối thì sau cái thời gian mà mình phải tự thu xếp như vậy và mình phải tự thay đổi suy nghĩ à, thế là bây giờ cái việc mình bay 30 phút nó không dễ dàng nữa mình muốn bay thì là mình phải thu xếp rất là nhiều phải gửi gắm phải nhờ người này người kia để đưa đón bé ô như vậy thì phải suy nghĩ lại thế là sau đó đã có một cái sự thu xếp khác là mình sẽ nhận show khi nào mình thật thoải mái trong vai trò của mình trước khi tiếp tục câu chuyện với Vi thì Minh lại muốn cắt ngang một tí để hỏi về ông xã của Vi dạ. anh Trương Lê Sơn anh là một trong những nhạc sĩ nổi bật nhất trong cái thế hệ của mình và chúng ta nhớ là có giai đoạn chúng ta đi đâu cũng nghe nhạc của anh không chỉ là của vợ anh hát mà các ca sĩ hàng đầu những ngôi sao thị trường ăn khách nhất cũng muốn có bài của anh Trương Lê Sơn trong album của mình vậy thì cái điều gì khiến anh Sơn có thể cũng dễ dàng mà bỏ qua một bên cái sự nghiệp sáng tác như thế để trở thành một một người làm việc hàng ngày á trong dạ. một cơ quan như thế. Thật sự là trước khi mà tụi em đến Đà Lạt á là cách đây là hơn 300 cây đúng không? Thì tụi em đã đi một cái vòng rất là xa rồi, đi hơn nửa vòng trái đất. Trước đây thì vợ chồng em cũng là thuộc cái tiếp người là thích đi khám phá, thích trải nghiệm và yêu quý thiên nhiên thì khi mà mình đến một cái vùng đất khác mình đi diễn và mình thấy ở đó rất là đẹp, rất là mát, có nhiều tuyết là mình thích quá và mình nghĩ là ồ tụi mình đến đây sống thử đi. À, tụi mình là những cái người rất là mạnh mẽ và rất là chủ động, mình nghĩ là mình sẽ ở được. Xong mình đến đó sống thì mình thấy là à, cái cuộc sống mà à, một tuần mới được đi hát một lần thì nó rất là buồn tẻ với lại à, kiểu như là sức khỏe em cũng không có đảm bảo được với cái việc mà quá lạnh thế là tụi em quay về là anh sơn nói là à, tụi mình đã đi xa như vậy rồi hay là bây giờ tụi mình thử ừ. một là đi biển hai là lên núi em chọn đi chứ anh thấy như là cái việc sáng tác của anh thì ở đâu anh cũng sáng tác được anh chỉ cần có niềm vui là anh có thể và ở được gần em với các con là anh có thể sáng tác được thế là em nói thôi lên núi đi ừ. tại vì trước đây tụi mình cũng đã yêu thích đà lạt lắm rồi tụi mình lên núi đi thế là lên đó thì À, lúc đầu là anh đàm vĩnh hưng rồi hỏi là thế tôi kiếm ông thì như thế nào anh sơn có bảo cứ email thôi tôi sẽ gửi demo cho cho, cho hưng rồi mình trao đổi với nhau hàng ngày bây giờ lo gì nghe hoàng lê vi kể thì như là một giống thế cuộc sống rất, là đáng mơ ước đấy bây giờ nhiều người hay lãng mạn là nói về một cái cuộc sống rời xa trốn thị thành nhiều khi chúng ta có phải đối mặt với những cái điều không phải là dễ dàng gì khi mà rời khỏi một cái môi trường quen thuộc nhưng mà những gì mà hoàng levy kể và bản thân mình biết là người quan sát vi thường xuyên trên mạng xã hội mình thấy là mình không biết là trong thâm tâm của vi thì vi nghĩ như thế nào nhưng mà những gì mà thể hiện ở bên ngoài thì mình thấy là có vẻ cuộc sống nó đang rất là viên mãn được sống trong một cái môi trường sống mà lý tưởng như thế là mức đối với nhiều người như vậy Thế thì bây giờ mới lại quay trở lại cái việc là là chúng ta thích nghi như thế nào đối với cái việc là sống xa cái ánh hào quang cái điều mà chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều để có được công việc đang ổn như vậy, fan nhiều như thế, tiền cũng nhiều nữa, thế nhưng mà phải rời xa nó, Bây giờ nói chuyện một vui vui tí đi. Vậy thì cái chuyện kiếm tiền ấy nó như thế nào so với trước đây? Dạ, thực sự thì anh em mình ở trong nghề thì cũng biết là uh, công việc của người nghệ sĩ thì kiếm tiền nó uh, tương đối là dễ hơn cái cái mức tiền nó sẽ làm nhiều hơn cái công việc thường nhật của những cái ngành nghề khác. thì đó là một cái điều rất là may mắn tuy nhiên tiền nó có chân nó đi đó anh kiếm tiền nhiều thì chi phí rất là cao trong cái nghề này thì sau này á như em nói là để đi đến cái quyết định đó nó phải trải qua rất là nhiều thời gian và trong cái thời gian là uh, có một cái thời gian là em không được khỏe đó và em cũng đã lùi lại ở nhà để tự chăm sóc sức khỏe mình và trong cái quá trình cái thời gian mà mình lùi lại để mình dưỡng thương á thì mình nhận ra là trong những cái lúc mà mình không kiếm nhiều tiền đó thì tự nhiên là mình chia xài ít đi và khéo co thì ấm thì khi mà đến Đà Lạt đó là trước đó anh Sơn đã nhận một cái công việc phù hợp với anh và cái công việc đó nó rất là tốt đẹp thì nó tạo nên một cái sự kiểu như là vững 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 an cho mình rồi thì cái quyết định mà mình đi đến cả nhà cùng đến thì nó dễ dàng hơn thì sau đấy là em không phải là cái người kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống như trước đây nữa không phải là cơm áo gạo tiền nhiều nữa thì nó nhẹ nhàng hơn lúc đấy là em tập trung cái việc chăm sóc cho bé chăm sóc gia đình và để giống như là một phần luôn luôn học những cái bài học để nuôi dưỡng thân tâm chữa lành cho nên là anh thấy là lúc sau này em có cái một cái cách sống khác mà anh nói là nhìn có vẻ viên mãn thì thật sự là như vậy mình có một cái cuộc sống như vậy, bây giờ nó an lắm. Khi mà mình thấy rằng là mình đủ, mình không thiếu là tự động bên trong nó không có những cái cơn sóng ngầm hay là những cái phiền muộn vì những cái mong cầu của mình mà không có đáp được á thì em không có gì để buồn phiền cả. Trong cái cách mà chúng ta nói về điều chỉnh cái cách sống của mình ấy thì nó liên quan đến cái điều mà Vi vừa chia sẻ hồi nãy đó là vi đã từng có những cái năm tháng cũng phải rời xa sân khấu vì nó liên quan đến một cái điều mà có thể coi là những cái trải nghiệm kinh khủng đối với một nghệ sĩ đối với một ca sĩ thì không gì hơn là tiếng hát của mình còn tiếng hát là còn cái niềm vui sống còn cái lý do để chúng ta tồn tại và quan trọng là cái nguồn chúng ta kiếm sống nữa như vậy thì một ca sĩ đến một ngày thức dậy và thấy mình không hát được nữa thì điều đấy nó khủng khiếp như thế nào thì chắc là trong ngày hôm nay lại phải nhờ vi kể lại cách mà vi đã đi qua những ngày đó để lấy lại cái tiếng hát của mình khi mà em xanh cháu đầu xong á, thì có cái dấu hiệu của sự trầm cảm nhưng mà hồi đó mình không có biết mình bị trầm cảm thì nó kéo dài mấy năm á. chứng bệnh trầm cảm á, là sau đó em có tìm hiểu rất là nhiều thì mới biết là nó sẽ dẫn đến cái sự kiểu như là bệ rạc ở trong tinh thần mình và nó kéo theo là cái sức khỏe về cơ thể ấy, vật lý của mình nó đi xuống rất là nhiều thì một ngày kia bỗng nhiên em thức dậy và cái dây thanh nó không cần rung nữa ừ là mình không nói được. Ừ, sau đó có một cái lần trò chuyện với một cái chuyên gia về uh, bệnh lý thần kinh đó. cho những cái người mẹ sau sinh thì có một cái cuộc trò chuyện riêng thì em mới biết là em bị trầm cảm sau sinh. Thì cái cuộc trò chuyện đó nó diễn ra như vậy là sau 4 năm bệnh rồi và lúc đấy cũng đã bệnh rất là nhiều và hát không được và vật lộn với cái việc điều trị rồi. Mà sau đó đi khám thì em mới biết là cái trầm cảm nó dẫn đến cái bệnh nhược cơ ừ. em bị nhược cơ toàn thân bởi vậy lúc nào cũng thấy mình yếu có có hôm là hôm trước rất là khỏe thì sau một khi mình sáng mình ngủ dậy là mình yếu mình không thể nào đứng dậy được luôn thì nó nhược cơ toàn thân và cái cơ hoành á nó không siết lại được không siết lại được và cái dây thanh cũng là cơ và nó không rung lên thì lúc đấy là em em được một cái anh bác sĩ anh giới thiệu một cái tiến sĩ về dây thanh đó và em đã theo cái cô ấy điều trị rất là lâu Và đồng thời là cái chị mà tiến sĩ về cái bệnh tâm lý là chị chỉ em những cái phương pháp để mà tự chữa lành cái bệnh bên trong của mình và trong những cái năm tháng đó nó rất là vất vả cái này nó liên quan đến tâm lý nó không hoàn toàn là cơ thể vật lý cho nên là những cái ngày mà mình hứng khởi hưng phấn là cái dây thần kinh mình nó dịu ra là mình mạnh lên thì ngày hôm đó em sẽ hát cả ngày à. Hát rất là dữ dằn ừ. Hát cả ngày và bảo anh ơi em khỏe lắm rồi Thì anh Sơn sẽ nhận show Người ta gọi đến anh Sơn sẽ nhận show Nhận thì 14 tháng 2 một cái năm nào đấy là em hát ở Sóc Trăng Thì 2 giờ chiều Hai vợ chồng em lại lái xe đến Sóc Trăng Và em nghỉ khoảng nửa tiếng sau là em lại tắt tiếng ừ. Em ngủ vậy em không nói được Mà em phải đi kêu anh Sơn á Tắt Thì anh Sơn mới xuống ở dưới lầu Mới nói với ban giám đốc là bây giờ vi lại mất tiếng nữa rồi thì thì là hai vợ chồng sẽ trả tiền lại và đi về thì cái anh đó anh mới nói là anh chị đã đến đây rất là vất vả rồi thì tôi sẽ tìm cách và thật sự là đêm đó lần đầu tiên trong đời em đã hát ba bài hát lip sinh mà kiểu như là anh sơn em nhìn nó sau lưng em thấy anh muốn khóc luôn là tại vì anh rất là sợ cái động tác đó nếu mà nó bị cái gì đó thì sao Thật sự là trong cái thời gian mà em ốm em không khỏe thì có những ngày em hát năm bài thì là có khi ba bài nó tắt nó lúc có tiếng lúc không nhưng mà khán giả vẫn thương mà mình không sợ cái điều đấy mà mình sợ người ta biết mình hát liền <laughs> rất là khủng hoảng mà thật sự sẽ một xíu nữa có sự cố anh cái bài thứ ba là bài chén đắng tự nhiên có một cái anh khi anh lao lên sân khấu anh giật cái mít của em <laughs> anh giật cái mít của em em suy đứng bên cạnh đưa cái mít này vô cho em đó là một cái tình huống mà kiểu như dở khóc dở cười là mặc dù cái nỗi lo của mình từ chiều đến lúc đó nó không tan được là ôi trời ơi mình lại có vấn đề nữa rồi sao mình tưởng là mình đã khỏe rồi sao hôm qua mình đã khỏe rồi hôm kia tuần trước mình khỏe rồi sao bây giờ mình vậy thì không phải là một lần đấy thôi mà sau đó rất là nhiều lần như vậy rất là nhiều nơi mà em bị như vậy có nghĩa là lúc đấy không phải là em tham tiền mà mình cố mình đi làm nhưng mà rõ ràng là trong tháng đó em đã khỏe rồi em đã khỏe và khi mà mình khỏe rồi thì khán giả vẫn yêu mến và vẫn chờ đợi mình thì chẳng phải mình nên đi phục vụ hay sao thì cái cái sự đấu tranh đó nó cứ liên tục liên tục lên trên cao rồi tụt xuống mà nó kéo dài rất là nhiều năm cho đến bây giờ thật sự là cái sức khỏe của em nó trở lại cũng khoảng 90% nó không hẳn là trăm phần trăm bây giờ hát thì tròn trịa hơn và em cũng cảm ơn là anh Sơn đã đồng hành với em rất là nhiều năm tháng Rồi thất vọng, rồi hy vọng, thất vọng, rồi, thông, rồi hy vọng yeah. Sau tất cả những cái thăng trầm thất vọng và hy vọng như thế Rồi cả một cái sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời của một người nghệ sĩ là rời xa Cái môi trường lý tưởng để hoạt động nghệ thuật để đến một cái nơi Mà thường là chỉ dành cho nghỉ ngơi thôi chứ chẳng ai nghĩ lên trên đấy để đi làm <laughs> cả Thì bây giờ Vi đang ở cái tâm đấy như thế nào Trong một sự uh, comeback uh, trở lại Dạ yeah, thì nó cũng chưa phải là một cái sự từ giả, bởi vì những người thương thì vẫn ở đó và uh, cái cảm xúc âm nhạc của trong anh sơn thì nó vẫn còn tính ra là uh, em với anh sơn á nó không đơn giản là uh, hai người vợ chồng mà giống như là uh, cái sự xuất hiện của em nó kích thích những cái hạt giống âm nhạc mà mà về cái cái dòng cảm xúc ở trong anh sơn, tại vì anh sơn lấy em rồi kết hôn với em anh sơn mới sáng tác thì cái cảm xúc âm nhạc trong anh Sơn nó vẫn rất là dạt dào cho nên là những khi nào mà em phấn chấn em khỏe em thấy là em thật sự là đang rất là ổn định và bình an thì em lại đi ghi âm đó và hiện tại thì em cũng ghi âm khá nhiều rồi tại vì bây giờ như tụi em làm thì là cũng để ấp nó lên là sản phẩm kỷ niệm với lại khán giả yêu mến của em thôi bây giờ nó không phải còn là chuyện sinh ra cái lợi tức kinh tế nữa ừ. À, tụi em đã có những cái bám rễ về những cái công việc và cái cách nhìn nhận cuộc sống khác rồi thứ ba nữa là lâu lâu thì có một cái bài hát mới như vậy thì mình sẽ có cái cơ hội để mà người ta nhớ đến người ta gọi ah, lên với đi à, em muốn ở đây là một cái nghệ sĩ làm nghề bằng đam mê và sự bình thản đấy có lẽ chính là điều mà nhiều người trong chúng ta trong cuộc sống chúng ta cũng luôn muốn vươn đến À, tất nhiên ai cũng biết là cuộc sống vẫn phải cần vật chất để chúng ta sống nhưng mà chúng ta biết thế nào là đủ như những gì mà lê vi chia sẻ ngày hôm nay phải nói rất là có ý nghĩa đấy nó vượt ra khỏi cái câu chuyện về ánh đèn sân khấu đấy à, câu chuyện của một người mà đúng là khi mà lùi xa rời xa ánh đèn sân khấu thì là có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân cho gia đình ngày hôm nay rất là vui vì cũng lâu rồi mới được gặp lại hoàng lê vi để chia sẻ cái câu chuyện mà có lẽ là nhiều khán giả những người mà vẫn chờ cái tên hoàng lê vi lên để đến xem để được nghe là những cái bài hit của một thời cũng hy vọng là Vi vẫn giữ được cái tâm thế đẹp như thế để có được một cái cuộc sống viên mãn. Từ đó mà có thể có thêm cái động lực để trở lại với âm nhạc, trở lại với những người yêu mến tiếng hát của mình. Xin cảm ơn Hoàng Lê Vi và chúc Vi và gia đình nhỏ của mình lúc nào cũng tràn đầy những sự an yên như thế. Ừ, em cảm ơn buổi trò chuyện hôm nay và cảm ơn khán giả đã nghe. Thật sự thì không phải mình muốn dừng được là dừng. Mỗi người sẽ có một cái duyên và như bản thân em em cảm nhận là em mặc dù có những cái điều nó mất đi nhưng mà bù lại cũng khá là nhiều cái may mắn và sẽ còn rất nhiều những câu chuyện thú vị như thế nữa dưới ánh này sân khấu hay là đằng sau ánh hào quang để những người xin mang đến trong không gian này một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Hoàng Lê Vi và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay của Minh Đức cùng với Hoàng Lê Vi và đến đây thì Minh Đức và nữ ca sĩ Hoàng Lê Vi cũng xin được thân ái gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.